Trong những cái ngày cuối năm như thế này thì không chỉ là vấn đề về thực phẩm bẩn này, rồi vấn đề về tàu xe đâu, mà một cái vấn đề mà cũng được rất là nhiều người quan tâm và luôn nóng, đó là vấn đề về quà Tết. Và chính vì thế mà mới đây thì trang chính phủ.vn đã dẫn công điện của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết Hà Nội nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên. Chỉ đạo của ông Chung nêu rõ các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các cấp thực hiện nghiêm chỉnh chỉ đạo của Trung ương và thành phố về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Hà Nội nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên, không sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết. Vâng, không biết là anh Hoàng nghĩ như thế nào sau cái thông tin mà tôi vừa nêu ở đây là nghiêm cấm những cái hành vi tặng quà cho cấp trên. Liệu là cái phương án này thì nó có khả thi hay không với một cái thói quen mà người ta vẫn quen gọi là văn hóa quà Tết của người Việt Nam không dễ gì để thay đổi? Tôi nghĩ rằng là cái quy định này thì nó thể hiện một cái thông điệp khá là cứng rắn của Chủ tịch Trung về việc đấu tranh với tham nhũng, và tôi hy vọng rằng là với cái thông điệp đó thì sang năm 2016 thì Hà Nội sẽ là một địa phương tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Thế nhưng mà nó chỉ thể hiện một ý chí thôi, chứ còn để mà nó đi vào thực tiễn thì tôi rất là nghi ngờ. Tôi rất là nghi ngờ, bởi vì là bây giờ cấm tặng quà cho cấp trên thì chúng ta kiểm tra như thế nào, giám sát như thế nào trong cái hoạt động đi đến thăm hỏi nhau ngày Tết của bao nhiêu con người trên địa bàn thành phố. Và nếu mà tôi không trực tiếp tặng quà cho cấp trên tôi thì vợ tôi tặng quà cho vợ cấp trên tôi có được không? Tôi nghĩ là chẳng ai gọi điện thoại đến đường dây nóng để báo cáo rằng là anh A vừa mới tặng phong bì mừng tuổi cho con anh B và anh B là cấp trên của anh A. Cái chuyện đó thì tôi rất là nghi ngờ. Vâng, ở đây thì tôi cũng có xin được có một cái chia sẻ khá là thú vị, đó là tôi được biết một thông tin là ở một số nước, ví dụ như là Mỹ, thì khi mà bạn đến làm việc ở bất kỳ một cái cơ quan nào thì cũng phải ký vào một cái văn bản cam kết là không được nhận quà hoặc là tặng quà cho đồng nghiệp có giá trị là 25 đô la, quá 25 đô la. Vậy thì theo anh là ở Việt Nam chúng ta thì có nên áp dụng những cái kiểu văn bản như thế hay là có những cái chế tài như thế nào để đủ sức răn đe hơn không? Vấn đề của nó không phải nằm ở việc là chúng ta ký vào một cái văn bản thế mà chúng ta không tặng quà nhau nữa. Chúng tôi vẫn có thể làm việc đó, tôi ký vào xong tôi vẫn làm việc đó. Vấn đề nó nằm ở tính minh bạch của cả hệ thống. Chúng ta nếu mà chúng ta chỉ ngăn chặn việc tặng quà, tức là chúng ta ngăn chặn cái phần ngọn rồi. Tặng quà, cái hành vi tặng quà, tại sao người ta phải tặng quà? Bởi vì người ta sẽ được báo đáp bằng cách nào đó. Anh cấp trên đó, anh ấy sẽ trả lại cái món quà đó qua một cái quyết định bổ nhiệm nhân sự, qua một quyết định chỉ định thầu trong một buổi họp nào đó. Thế thì cái chúng ta cần ngăn chặn là cái sự thiếu minh bạch để cái ông cấp trên đó, ông ấy có quyền sử dụng quyền lực của mình để ông ấy chỉ định thầu, để ông ấy bổ nhiệm người kia thăng tiến, thì đó mới là điều cần ngăn chặn. Và nếu ngăn chặn được điều đó thì mới ngừng được việc tặng quà. Chứ còn nếu cái điều đó vẫn diễn ra, ông sếp đó ông vẫn có siêu quyền lực để giúp đỡ các em thì các em vẫn sẽ đến bằng bất kỳ một cách nào, thậm chí là chuyển khoản.